Mến chào các anh chị, mến chào các bạn. Và luôn chúc các anh chị cùng các bạn luôn luôn được an vui và hạnh phúc. Và trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi chúng ta đều có những cái chặng đường đi qua. Và những chặng đường đó thì đều mang lại cho chúng ta những giá trị. Bởi vậy mà khi đứng trước những chặng đường mà chúng ta thấy rằng nó gập ghềnh hoặc là nó có những khó khăn, thì anh chị đã có những giá trị gì sau những cái cuộc chặng đường đó? Hay chúng ta nói một cách khác là chúng ta đã nhìn nhận ra được những giá trị gì sau khi chúng ta đã vượt qua những cái thử thách khó khăn của cuộc đời? Thì hôm nay Huệ sẽ có hai cái trải bài cho chúng ta. Đó là chúng ta sẽ lựa chọn hai lá bài mà Huệ đã rút sẵn trong hai tụ bài mà Huệ đã chia sẻ, đã giải bài sẵn để cho nó rút ngắn thời gian của chúng ta. Đó chính là lá bài thứ nhất. Đây các anh chị nhìn đây. Đây là một lá bài 8. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh thôi nhé. Chúng ta lấy hình ảnh để chúng ta giúp cho cái cảm nhận của chúng ta về năng lượng nhé, để chúng ta xem. Và đây là tụ bài số 2 các anh chị này. Đó. Vậy tụ bài số 1 và tụ bài số 2 của chúng ta. Số 1, số 2. Đó. Các anh chị sẽ lựa chọn cho mình một tụ bài nhé. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào tụ bài số 1. Và Huệ thì cũng đang tìm một cái để mà chúng ta quay video cho nó dễ, nhưng Huệ chưa tìm ra được, nên là vẫn tạm thì các anh chị Huệ sẽ giơ tay lên vậy nhé. Trước những khó khăn thì các anh chị đang có những giá trị gì để vượt qua nó? Để vượt qua nó thì Huệ có 3 bộ bài nhé, 3 bộ bài để giúp cho các anh chị nhận biết được cái giá trị của bản thân mình. Đó. Trước những khó khăn thì trước hết là Huệ nhìn thấy rằng anh chị là một trong những người với cái trường năng lượng của các anh chị hiện tại là một người đã đi qua những cái cuộc, người ta gọi là những cái giá trị của cuộc đời rồi. Mình đã đang ở một cái ngưỡng trong bản thân của các anh chị, nó có sự chăm chỉ, cặm cụi, cần mẫn, và các anh chị luôn là cái người mà dồn cho công việc. Đối với sự nghiệp của các anh chị chính là cái giá trị quan trọng. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, sự nghiệp hay nói cách khác là liên quan đến công việc sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị. Giá trị liên quan về tiền tài, giá trị liên quan về những tri thức chúng ta đã được học hỏi và chúng ta được ứng dụng. Rồi giá trị liên quan đến tổng thể những mối quan hệ mà chúng ta có được thông qua công việc. Bởi vậy mà anh chị là một những người coi trọng giá trị sự nghiệp của mình. Và trong sự nghiệp của các anh chị thì đến bây giờ Huệ nhìn thấy rằng với những chặng đường đã đi qua thì anh chị luôn là người chăm chỉ và cần mẫn làm việc. Thành tựu của các anh chị được tạo ra bằng chính sức lao động của mình, bằng chính sự sáng tạo và niềm đam mê, cũng như là những nhiệt huyết của anh chị đổ vào trong công việc. Bởi vậy mà đến thời khắc này Huệ nhìn thấy rằng với cái năng lượng của các anh chị hiện tại thì về công việc anh chị đã có những cơ khởi sắc khởi đầu và đã tìm ra cho mình được một niềm đam mê trong công việc đó. Có thể các anh chị đã đi qua những cái chặng đường mà chúng ta có thể đi tìm với những cái niềm đam mê với những công việc khác nhau. Thế nhưng với công việc mà các anh chị đang hiện tại bây giờ thì Huệ cảm nhận rằng đó chính là một sự khởi sắc và một điều mà các anh chị đã được cảm nhận thấy rằng đây chính là một công việc mang sự đam mê, được sự cổ vũ của tổng thể các giá trị thiên thời địa lợi. Bởi vậy mà các anh chị đã có cái niềm đam mê trong công việc của mình. Và các anh chị biết không, với cái năng lượng mà các anh chị đang có bây giờ thì các anh chị đang có chứa một cái niềm đam mê tiềm ẩn, một cái giá trị sức mạnh để giúp cho các anh chị có thể mang được rất nhiều những cái năng lượng của bản thân mình để đưa vào công việc. Bởi vậy mà trong công việc thì Huệ nhìn thấy rằng các anh chị sẽ là những người bứt phá trong những thời gian tới. Với cái sự bứt phá để mang các giá trị của bản thân mình dồn cho công việc. Bởi vậy mà với câu hỏi rằng cái năng lượng của các anh chị hiện tại thì các anh chị đã trải qua những cái khó khăn nào, và trong khó khăn đó thì các anh chị đã vượt qua những điều đó ra sao, hay mang lại cho các anh chị các giá trị gì, thì Huệ thấy rằng các anh chị đã có những cái giá trị. Thứ nhất là cái trong cái cuộc sống của các anh chị luôn luôn có một mang lại cho các anh chị những lúc mà các anh chị cảm thấy rằng công việc cũng như là cái chuyện tình cảm nó có những cái lúc mà nó chưa được thuận lợi, bởi vì các anh chị đã, đây là năng lượng của anh chị hiện tại. Còn lúc mà các anh chị đã để được đến năng lượng hiện tại này thì các anh chị đã phải trải qua những cái khó khăn rồi, và chúng ta đang đúc kết lại các giá trị bài học mà chúng ta đã đi qua nó. Thế thì đây là cái cuộc chiêm nghiệm để giúp cho
chúng ta có được cái điều mà chúng ta cảm nhận về chính bản thân mình. Thì Huệ thấy rằng trong cái cuộc hành trình của các anh chị trải trên cái đường đời mà hiện tại các anh chị đang được đi qua rồi, thì các anh chị cảm thấy rằng cái bản thân của anh chị đôi lúc nó có những cái khó khăn. Cái sự khó khăn này nó thể hiện ra được ở cái khoảng cách, có thể những công việc mà các anh chị phải đi làm xa nhà, có thể những mối quan hệ mà các anh đã phải có, anh chị đã phải có những cái khoảng cách mà chúng ta có thể muốn nhưng mà nó cũng không thể đến được với nhau ngay lúc đó. Và nhiều khi chính cái khoảng cách nó đã làm cho chúng ta có những cái mông lung, có những cái sự mệt mỏi và có cả những cái nghi ngờ ở đó nữa. Bởi vậy mà nếu như về công việc thì cái khoảng cách sẽ mang lại cho ta những cái giá trị vất vả. Chúng ta phải xa gia đình, chúng ta phải đi đến những nơi mà chúng ta phải ở nơi xa đó, nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái khó khăn về nơi ở, hoặc là khó khăn về những ví dụ như là chúng ta phải đi lại nhiều. Đấy. Và chúng ta mỗi lần về là chúng ta cũng cần phải có những cái hành trình để có một kế hoạch thì chúng ta mới về được. Bởi vậy mà đây là cái các anh chị đã vượt qua, có nghĩa là các anh chị đã có những cái lúc mà phải có cái khoảng cách như vậy. Đấy, còn về trong cái vấn đề nhân duyên của các anh chị, cái khoảng cách nó sẽ tạo ra cho anh chị những cái sự mông lung. Nó giống như là những cái cuộc sống của chúng ta nó chưa được rõ ràng. Khi chúng ta nhìn vào một điều gì đó thì chúng ta cảm nhận rằng bản thân của mình còn mông lung, bởi vì nó có liên quan đến những giá trị mà gọi là sợi dây kết nối nào đó, thế nhưng mà nó rất là không được rõ ràng với chúng ta. Và các anh chị cũng đang trên cái cuộc hành trình mà bước qua những cái mối quan hệ này rồi, các anh chị nhé. Bởi vậy mà sau những cái chặng đường đó thì các anh chị đây nó đã có một cái tầm nhìn, các anh chị đã hoạch định cho mình được tầm nhìn. Bởi vì chúng ta vẫn nhớ rằng là đi một ngày đàng, sọc học một sàng khôn. Và bởi vậy cái sàng khôn mà chúng ta học được đó chính là trí tuệ, cũng chính là cái tri thức, cũng như là những tất thảy những cái kinh nghiệm mà chúng ta có được. Thì các anh chị đang bước trên cái cuộc hành trình mà hiện nay các anh chị đã có cho mình được cái giá trị đó, giá trị để giúp cho mình thấu được cái cuộc sống ở nơi xa nhà, thấu được cái cuộc sống mà phải bươn trải ở ngoài trường, gọi là thương trường, hoặc là ở những cái công trường, hoặc là các anh chị phải đã thấu được những cái mối quan hệ ở xa xôi mà khi chúng ta có thể cần đến nhau thì nó lại không có được. Bởi vậy mà những cái khoảng cách đó đã mang lại cho chúng ta rất nhiều những sự bất an. Sự bất an đó nó đã rèn cho chúng ta một cái giá trị năng lượng, đó chính là năng lượng về sự kiên nhẫn. Bởi vậy, sự kiên nhẫn cũng như là giá trị về sự chịu đựng của các anh chị bây giờ bên trong bản thân các anh chị nó đã đong đầy. Bởi chúng ta đã rèn cho nó được một thời khắc, được một khoảng khắc mà chúng ta đã phải có những trải nghiệm. Đó, vậy bây giờ chúng ta đang là một ông vua kiếm, một người có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ những giá trị tầm nhìn và đầy đủ cái sự uy nghi ở trong bản thân của mình. Dù các anh chị là nam hay là nữ thì cái năng lượng này chính là thể hiện cái năng lượng chủ chốt trong cái năng lượng của các anh chị nhé. Và các anh chị biết không, với những cái chặng đường đó thì các anh chị bây giờ không ngoài cái tầm nhìn ra, các anh chị còn biết xây dựng cho bản thân các anh chị một cái giá trị mà Huệ nhìn thấy đây. Đó chính là khi các anh chị muốn làm một cái điều gì đó thì các anh chị cũng đã có một cái quan điểm, một cái lẽ sống của mình, là các anh chị muốn đặt ở đâu thì các anh chị cũng phải nhìn thấy ở đó chính là có sự phát triển. Và các anh chị luôn luôn mang trong mình một cái tâm thái rằng mình sẽ là người đi gieo hạt với những cái hạt mầm mà đủ khỏe để giúp cho chúng phát triển thành cây lớn. Và đây chính là cái giá trị mà các anh chị đã nhìn thấy trong những cái chặng đường trước. Bởi vì chúng ta cũng đã từng gieo hạt, nhưng những cái hạt đó của chúng ta nó đã có thể là những hạt chúng ta chưa nhìn rõ cái nhân của chúng. Nhưng đến thời khắc này thì các anh chị đã nhìn rõ ra những cái nhân của chúng rồi. Và cái nhân đó sẽ mang lại cho các anh chị nhìn thấu hơn về sự phát triển, cũng như là mang lại cho các anh chị cái sự bình ổn hơn từ công việc cho đến các mối quan hệ. Đây là cái giá trị thứ hai mà các anh chị đón nhận được. Đó chính là chúng ta đã biết nhìn người, chúng ta biết nhìn môi trường, chúng ta biết nhìn sự vật. Và cái nhìn này nó mang lại cho chúng ta những cái giá trị rất là trân quý, bởi vì chúng ta đã có đủ trải nghiệm để nhìn nhận và thấu suốt một cái vấn đề nào đó. Bởi vậy mà với cái năng lượng của các anh chị hiện tại bây giờ, các anh chị đang mang trong mình một giá trị mà cảm thấy rằng mình qua những cái bài học đó mình đã có được, thấu được những cái điều đó rồi.
Bởi vậy mà các anh chị cảm thấy rằng chúng ta là một trong những người mà chúng ta rất mong muốn cái cuộc sống của chúng ta nó có những trải nghiệm, rồi từ trải nghiệm chúng ta mới có những cái bài học được. Và các anh chị biết không, cái bài học thứ ba mà các anh chị đã thu thập được trong cái cuộc đời của mình, đó là các anh chị đã có một cái điều, đó chính là khi chúng ta đã gieo mầm lên thì chúng ta sẽ có cái sự thành công ở cái mầm đó. Đây chính là cái giá trị mà họ nhìn thấy rằng các anh chị thật sự là có những cái trải nghiệm để giúp cho các anh chị có thành công về cái bài học của mình. Đó, đây là cái vòng nguyệt quế mà khi chúng ta gieo bất kỳ một cái thứ gì là chúng ta cũng có cái thành quả rồi. Bởi vậy mà cách nhìn nhận cũng như là cái giá trị mà chúng ta mang đến cho cái cuộc sống của chúng ta, đó là do chúng ta có được cái kiến thức, kỹ năng cũng như là cái tầm nhìn các anh chị nhé. Và một cái rất 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 quý báu của các anh chị ở trong tụ số 1 này, Huệ nhìn thấy rằng nữa, đó là trong cái cuộc hành trình trên đường đời của mình thì các anh chị đã là người đang phát triển cái tâm thức của mình, người ta gọi là một người thức tỉnh. Bởi vì tất thảy những cái điều mà chúng ta được học hỏi, được tích lũy là mang lại cho sự thức tỉnh của chúng ta. Đó giúp là chính cho chúng ta khai mở tâm trí, khai thông trí tuệ và gieo những cái giá trị mà người ta gọi là tìm lại những cái giá trị chân thực nhất trong cái cuộc hành trình của mình. Thì đây các anh chị có được cái lá bài đó này, The Hermit. Các anh chị đã tìm được cái ánh sáng ở ngay bên trong bản thân của các anh chị rồi. Bởi vậy mà đây chính là một cái giá trị mà Huệ thấy rằng vô cùng cao quý khi các anh chị đã bước qua những cái chặng đường để chúng ta đạt được cái mục tiêu, đó là tìm ra những giá trị chân thực nhất của cuộc hành trình trên cái đường đời trong kiếp này của chúng ta. Bởi vậy mà Huệ chia sẻ với chúng ta rằng mỗi con người của chúng ta đi qua rất nhiều những cái chặng khác nhau. Các chặng đường đời cũng giống như là những kiếp làm người trong muôn trùng kiếp, thì chúng ta đều có những giá trị bài học. Thế nhưng mà đến với cái giai đoạn này thì với cái năng lượng của các anh chị thì Huệ nhìn thấy rằng các anh chị đã có ba cái giá trị bài học như Huệ vừa nói. Đó chính là các anh chị đã có cái học hỏi được những cái giá trị về đức tin, về chữ nhẫn, về sự kiên trì cũng như là cái giá trị chịu đựng của bản thân của chúng ta trong cái cuộc sống của mình. Và với một cái giá trị tầm nhìn thì các anh chị đã biết nhìn nhận vấn đề để gieo hạt cho tốt. Và các anh chị biết được là gieo đâu, bây giờ gieo đâu là hạt đó nảy mầm. Và hạt đó sẽ có được thành tựu cho các anh chị dù ít dù nhiều, nhưng nó là những hạt mầm tốt. Và tiếp nữa, trong tất thảy những cái cuộc hành trình của chúng ta mang lại cho chúng ta sự sáng rõ nhất về bản thân mình. Giá trị tìm lại chính mình chính là giá trị quan trọng nhất các anh chị nhé. Đó. Thì các anh chị tụ một của chúng ta với những cái năng lượng mà các anh chị trải qua những cái sự trông chênh, trải qua tất thảy những giá trị mà mang lại cho chúng ta những cái người ta gọi đó là chặng đường gập ghềnh khúc khỉu, những cái sự mất mát tổn thất hoặc là khổ đau, thì các anh chị đã rút ra được cho mình những cái giá trị đó. Bởi vậy mà cái năng lượng của các anh chị bây giờ trở thành năng lượng như thế này. Đó, năng lượng như thế này, đó là sức mạnh tiềm ẩn và cái sự kiên trì, kiên nhẫn trong các anh chị là sẵn sàng. Đó. Và với cái tâm thái như thế này thì trong cuộc sống tiếp theo của các anh chị, Huệ tin rằng các anh chị sẽ biết là mình là những người mà xứng đáng với lại những giá trị gì, để các anh chị chỉ đón nhận với những cái giá trị tích cực, tốt đẹp và những giá trị mang lại cho cuộc sống, cho bản thân mình cũng như là cho những người xung quanh mình, giá trị yêu thương, giá trị trân quý và giá trị được sẻ chia. Đó, đây chính là cái năng lượng mà các anh chị đang có nhé. Bởi vậy mà Huệ rất cảm ơn các anh chị trong cái tụ một của chúng ta. Bởi vì tụ một của chúng ta với cái năng lượng như vậy thì các anh chị sẽ là cái người mà tiếp tục bước trên cái cuộc hành trình của mình đến hiện tại bây giờ. Đó. Thế thì cảm ơn các anh chị tụ một rất nhiều. Các anh chị đã đến với kênh của Huệ Hoan Hỷ, và mong các anh chị sẽ đăng ký kênh, chia sẻ cũng như là có những bình luận ở phía dưới để giúp cho Huệ có những cái điều mà được nhìn thấu hơn về chiêm nghiệm trong những cái trải bài của mình. Và Huệ luôn luôn tiếp thu, nếu như anh chị nào có những cái suy nghĩ mà cần có những cái định hướng về những trải bài như thế nào thì các anh chị hãy chia sẻ ở phía dưới để Huệ xem là cái năng lượng của mình cũng cùng với cái tần số như các anh chị thì sẽ trải những cái trải bài như vậy để giúp cho anh chị giải tỏa được. Thế còn những anh chị nào mà mong muốn có được những cái trải bài riêng cụ thể hơn thì các anh chị sẽ liên hệ với Huệ nhé. Và Huệ luôn hoan hỉ đón chào các anh chị với cái tâm thái tùy tâm và hữu duyên. Chúng ta được hữu duyên với nhau là tốt lắm rồi.
Bởi vậy mà đây chính là những cái giá trị mà Huệ đang mong muốn được đón nhận từ các anh chị. Cảm ơn các anh chị tụ số 1 rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị ở các trận bài tiếp theo. Và tiếp theo thì Huệ xin được sang tụ bài số 2 của các anh chị trong tụ bài số 2 của chúng ta đây. Tụ bài số 2 của chúng ta với cái giá trị là chúng ta nói rằng thông qua những giá trị mà chúng ta bước qua trong cuộc hành trình của mình, những khó khăn, những vất vả, rồi những tổn thất, hoặc là những cái giá trị bài học, thì chúng ta đã rút ra được những giá trị gì, giá trị đó mang lại cho chúng ta những điều gì. Thì đây là cái lựa chọn của các anh chị nhé. Thế thì bây giờ Huệ cùng với các anh chị sẽ cùng nhau đi xem cái trải bài của các anh chị nhé. Các anh chị tụ số 2 của chúng ta thì trong cái cuộc hành trình đi qua những cái chặng đường ấy, thì các anh chị có cái bài học liên quan đến chuyện tình cảm là nhiều. Cái chuyện tình cảm nó dạy cho các anh chị rất nhiều những cái giá trị. Và cái chuyện tình cảm của các anh chị thì nó mang cái tính chất là như là sóng lênh đênh. Sóng lênh đênh ở trên những cái con sông, cái dòng biển, dòng đời của chúng ta. Do vậy mà các anh chị trong tụ số 2 của chúng ta đã thấm nhuần. Và có những cuộc hành trình các anh chị cần phải đi qua, các anh chị cần phải rời đi. Và các anh chị đã có những lúc mà các anh chị mông lung rằng đi hay ở, ở hay đi. Đây chính là những lá bài mà các anh chị đã có những cái suy tư rất là nhiều trong cái cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của mình. Bởi vì chúng ta vẫn quan niệm rằng hạnh phúc của chúng ta là phải tìm được một người mà đồng hành cùng với mình thì chúng ta mới hạnh phúc. Nên là chúng ta luôn đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Do vậy mà cái cuộc trải nghiệm của chúng ta nó trải qua không ít khó khăn, không ít những cái gập ghềnh mà chúng ta phải đón nhận. Cũng như là cái sự đón nhận đó là chúng ta mang giá trị bài học của các anh chị thôi. Thế thì cái bài học mà Huệ nhìn thấy ở trong cái tụ hai của chúng ta đó là bài học về sự chân thành trong mối quan hệ. Vì đây, đây là lá bài mà thể hiện các anh chị đã học được cái bài học này. Năng lượng của các anh chị thể hiện rằng các anh chị đã bị tổn thương rất nhiều lần, các anh chị đã bị mất niềm tin rất nhiều lần, các anh chị đã có lúc các anh chị cảm thấy rằng chúng ta không còn tin vào cái tình yêu chân thực nữa. Chúng ta đã mất đi rất nhiều những mối quan hệ mà chúng ta luôn ở đó, luôn là người bị tổn thương, luôn là người bị lừa dối, hoặc luôn là người bị phải rời đi. Bởi vậy mà đây chính là cái bài học mà thấm nhuần nhất. Và bài học đó thì các anh chị luôn phải ở cái tâm thái đây, lựa chọn. Các anh chị phải lựa chọn, bởi vì nó không hoàn toàn thuộc về mình, mà chúng ta cần phải lựa chọn trong cái mối quan hệ nào đó, chúng ta vẫn phải lựa chọn. Vậy cái bài học của các anh chị ở đây nó mang cái giá trị mà các anh chị thông qua rất nhiều những cái cuộc hành trình trong cái mối tình, mối quan hệ, thì các anh chị vẫn bị lặp đi lặp lại cái giá trị mà các anh chị chưa được có một người ta gọi là bến đỗ. Cái giá trị mang lại cho mình cái hạnh phúc mà chúng ta cảm nhận được, đó chính là chúng ta cứ lặp đi lặp lại các mối quan hệ mà có cái sự che mờ, che giấu, hoặc cái sự được không được chân thành ở đó. Thế thì với cái giá trị như vậy thì cái giò lớp này này nó luôn cuốn lấy các anh chị mà. Bởi vậy mà cái mối quan hệ của các anh chị nó cuốn hút với nhau, ban đầu bao giờ cũng cuốn hút, bao giờ cũng là một cái mối quan hệ đam mê ngay từ lúc ban đầu. Thế nhưng càng dần thì nó lại càng ra cho chúng ta những cái giá trị mà chúng ta cảm thấy rằng bất an, không có sự chân thành ở đó, hoặc là người đó, hoặc là chúng ta không thấy phù hợp nữa. Nên bài học mà chúng ta chưa nhận ra được thì chúng ta vẫn cứ lặp đi lặp lại các anh chị nhé. Và đến kiếp làm người này, vũ trụ đặt rằng các anh chị phải học bài học là cần phải có sự chân thành trong các mối quan hệ, và nhìn người với một cái tâm thái xuất phát từ tâm, chứ không nhìn người bằng qua hình ảnh bên ngoài, qua những lời nói, những cái giá trị mà bề ngoài biểu hiện. Thì nếu như mà các anh chị chưa học được cái bài học đó thì nó vẫn lặp đi lặp lại, và nó là bánh xe của các anh chị, nó cứ vòng đi nó lại vòng lại, và nó mang lại cho anh chị rất nhiều những cái sự tổn thương cũng như là cái sự đấu tranh trong bản thân của các anh chị. Bởi vậy mà trong các mối quan hệ, nếu như mà chúng ta ngay bước đầu chúng ta có cái sự nhìn thấu mối quan hệ đó như thế nào, thì chúng ta đâu có cần đến những cái giai đoạn mà chúng ta phải lặn lội đi qua nhiều nữa. Thế thì đây cũng chính là cái bài học của các anh chị tụ số 2 các anh chị nhé. Thế nhưng mà đến bây giờ thì Huệ nhìn thấy rằng cái chu kỳ vòng lặp của chúng ta cũng đang sắp kết thúc rồi. Nó sắp kết thúc rồi.
Bởi vì khi các anh chị đón nhận được cái thông điệp của chúng ta thấy rằng vòng lặp của chúng ta đã sắp kết thúc rồi, bởi vì chúng ta đã đón nhận được cái giá trị của hôm nay chúng ta được xem, thì chúng ta cũng có thể nhận ra được giá trị của mình. Bởi vậy mà trong các anh chị đây luôn có cái sự đấu tranh, luôn có sự đấu tranh trong các mối quan hệ của chính mình. Bởi vậy mà cái sự đấu tranh này thì các anh chị nhìn thấy đây, chúng ta luôn muốn bùng lên, nhưng có những kẻ khác thì luôn muốn dìm xuống. Bởi vậy mà sự đấu tranh này, cái kẻ khác ở đây không phải người ngoài đâu các anh chị nhé, mà đó chính là cái tâm trí của mình, cái linh hồn của mình, bên trong của mình này này. Họ luôn luôn có mong muốn cho mình phải sáng ra, thế nhưng mà cái bóng tối trong cái khoảnh khắc của chúng ta thì nó lại cứ dìm chúng ta xuống, để chúng ta mê lầm vào cái mối quan hệ nào đó mà nó không phải là mối quan hệ mang lại cho mình những cái sự bình an, không phải mối quan hệ mang lại cho mình những giá trị mà cân bằng trong yêu thương và trong chia sẻ. Bởi vậy nó cứ có một cái bóng tối linh hồn mà cuốn hút đam mê. Cuốn hút đam mê thì nó sẽ che mờ những giá trị chân thực khác. Bởi vậy mà các anh chị đến bây giờ, thời khắc này các anh chị học được một bài học, đó là cần phải cân bằng ngay trong chính từng mối quan hệ khi chúng ta bắt đầu, khởi đầu. Các anh chị cần phải có sự cân bằng. Cân bằng ở đây để mang lại cho chúng ta điều gì? Mang lại cho chúng ta một giá trị, đó là chúng ta nhìn thấu, lắng nghe. Lắng nghe không phải bằng tai, mà lắng nghe bằng thấu, bằng trái tim mình. Nhìn cũng không phải nhìn bằng mắt, mà nhìn từ sâu thẳm bên trong tâm của mình. Bởi vậy chỉ cảm nhận bằng trái tim, các anh chị sẽ biết được là đó có phải là một mối nhân duyên mà mang lại cho mình những sự an bình và hạnh phúc hay không. Đó, bởi vậy mà đây chính là cái giá trị mà các anh chị đón nhận được nhé. Đó là cái sự cân bằng ngay trong chính con người của các anh chị. Và giá trị thứ hai nữa, đó là các anh chị cần có một cái tâm thái bình thản trước một cái nhân duyên nào. Cái tâm thái bình thản của chúng ta là gì? Khi chúng ta an nhiên, chúng ta bình thản, chúng ta sung túc ngay trong chính cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới nhìn thấu được cái mối quan hệ đang bước vào cuộc sống của mình. Họ đến với chúng ta, có cùng chúng ta gieo những yêu thương, có cùng chúng ta gắn kết những cái giá trị mà mang lại chia sẻ cho nhau hay không, hay họ đến với chúng ta để mong rằng chúng ta chia sẻ cho họ quá nhiều mà chúng ta gọi là chúng ta, người ta nhận nhiều mà họ chẳng muốn sẻ chia. Đó, thì đây chính là các anh chị đã bình thản nhé. Các nhìn thấy chưa? Với một người mà ngồi với một cái tâm thái, họ đến thì cái việc của họ, còn chúng ta đón nhận hay không là việc của chúng ta. Đó, thì chúng ta rất là bình thản, chúng ta không vội vàng, không có một cái giá trị mà cảm thấy cuốn hút như trước kia nữa. Có thể có những người nói rằng đến bây giờ, có thể các bạn trong tự hai nói rằng bây giờ như là gọi là bàng quang với lại cái tình cảm, không còn có một cái sự cuốn hút đam mê nữa. Nhưng mà không phải đâu các anh chị, đó chính là chúng ta đã biết cân bằng rồi đấy. Nhưng khi chúng ta gặp được đúng người, đúng đối tượng và đúng được cái giá trị thì chúng ta lại có cái nguồn năng lượng đam mê trở về. Bởi vì trong lòng của các anh chị có khi nào hết cái tình cảm tình yêu đâu. Đây, đấy. Chưa khi nào chúng ta hết cái tình cảm tình yêu cả, bởi vì chúng ta vẫn có cái lá hai cốc. Hai cốc là tượng trưng cho cái tình yêu cân bằng, tình yêu yêu thương và cái sự sẻ chia rất là đong đầy đây các anh chị. Đó, bởi vậy mà với bản thân bên trong của các anh chị luôn có. Nhưng chúng ta đã có cái bài học trong cái cuộc hành trình của mình rồi. Đó là bài học về tình cảm, bài học về tình trường. Chúng ta gọi là tình trường bởi vì nó trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, nên chúng ta đã có cái giá trị ở đó. Biết nhìn người, biết thấu người từ trái tim, thấu người từ cái sự cảm nhận của các anh chị. Và các anh chị biết rằng đây là cái bài học lớn nhất trong cái cuộc hành trình trên chặng đường đời của các anh chị. Đó, bởi vậy mà nếu như các anh chị bình thản, bình tâm, các anh chị có một cái sự cân bằng trong chính cái nội tâm của mình. Và hạnh phúc thì ở đâu? Hạnh phúc ngay trong chính bản thân mình là hạnh phúc bền vững nhất. Bởi vì cái người đồng hành với chúng ta không phải là một người nam, người nữ khác, mà không phải là một cái người thân nào của mình đâu, mà người đồng hành với chúng ta chính là bản thân mình. Bởi vì chỉ có mình mới là người đồng hành bền vững với mình. Còn khi những người khác, người ta chỉ là cái duyên với mình thôi. Có những người cùng duyên chúng ta đi cùng một chặng dài, nhưng có những người thì người ta chỉ đến dạy cho mình những cái giá trị bài học thôi. Thì các anh chị ở tụ hai của chúng ta đây, những người mà đến trước, cái thời điểm trước ấy, chúng ta đều được những cái giá trị bài học. Và trong cái cuộc hành trình của chúng ta, mỗi người ta đều mang đến cho mình cái bài học. Có thể những người đó mang đến bài học khác nhau,
khi chúng ta cảm nhận được, chúng ta biết được. Thế nhưng cũng có thể tất thảy những người đó mang lại cho chúng ta cùng một bài học, bởi vì chúng ta chưa học xong. Chúng ta học mãi nó vẫn không thành thì vũ trụ vẫn cứ cử những người có cái bài học tương đồng đến để giúp cho chúng ta nhận biết ra, để giúp cho chúng ta biết qua cái bài học đó thì chúng ta sẽ vượt qua được nó. Như chúng ta chưa vượt qua thì chúng ta vẫn cứ học mãi, học mãi. Giống như là học trò của Huệ mà không học được thì cứ ở mãi lớp ấy. Đấy, nó như vậy. Đấy thì chúng ta thấy rằng cái bài học của chúng ta, nếu như chúng ta nhận ra được rồi, chúng ta nhận ra được cái sự vội vàng trong cách nhìn người, sự vội vàng cuốn hút trong cái mối quan hệ, nó sẽ tạo cho chúng ta những cái sự sau đó là nó không được bình an, không được bền vững. Thì chúng ta đã có cái bài học rồi, chúng ta phải biết cân bằng, chúng ta phải biết bằng quang. Đó, chúng ta phải biết tự bản thân mình, yêu lấy mình, và trong năng lượng của các anh chị nó luôn có cái tình yêu thương đó. Và cái người đồng hành nắm tay các anh chị đi cả cuộc đời đó chính là bản thân các anh chị. Bởi vậy mà cái tình yêu ở đây nó xuất phát từ trong trái tim của mình, từ cái tình yêu thương chính bản thân mình, chăm sóc chính mình khỏe mạnh, vui vẻ và biết yêu mình. Yêu mình thì mới yêu người được. Bởi vậy mà chúng ta hãy là cái người biết chăm sóc chính bản thân mình. Đừng có vì một ai đó mà chúng ta khổ tâm. Đừng có vì một ai đó để mà chúng ta phải làm hư cái thân của chúng ta, làm hư cái tâm của chúng ta. Đó chính là cái bài học mà các anh chị đón nhận được ở trong tụ bài số 2 này, về tình trường, về tình yêu thương. Và chúng ta tiến tới, chúng ta trở thành những người có cái tình yêu thương đong đầy ở trong tâm mình. Và chắc chắn rằng cái năng lượng của anh chị đã lên cao như vậy rồi thì các anh chị sẽ đón nhận được cái mối quan hệ tương đồng như thế. Và cái người đó cũng biết tự yêu thương và cũng biết chăm sóc. Khi yêu thương chăm sóc đủ đầy rồi, chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau những cái giá trị đó các anh chị nhé. Bởi vậy mà các bạn anh chị ở tụ số 2 của chúng ta ơi, với các mối quan hệ trải qua rồi thì các anh chị sẽ rút cho mình được cái bài học đó chưa? Và với cái bài học đó rồi thì các anh chị sẽ cùng chia sẻ với Huệ ở phía dưới nhé, để giúp cho chúng ta thấu được các mối quan hệ chúng ta đón nhận được những giá trị như thế. Và đây là trải bài chung, do vậy mà các anh chị cũng sẽ đón nhận những cái thông điệp phù hợp với mình nhé. Và đây là những cái trải bài mà Huệ mang cái tính chất gọi là chữa lành và chỉ ra những cái giá trị chân thực của mỗi con người thì các anh chị sẽ đón nhận. Và nếu như anh chị nào có những cái câu chuyện mà nó không thể nói giải bày được trên công chúng thì chúng ta có thể kết nối riêng với Huệ, hai người cùng chia sẻ với nhau, và với cái tâm thái là hữu duyên và tùy tâm các anh chị nhé. Đó chính là cái tâm nguyện của kênh Huệ Oan Nỉ. Và hôm nay thì Huệ có một cái trải bài về những giá trị chúng ta đón nhận được sau khi chúng ta đã trải qua những cái thăng trầm của cuộc đời. Và điều này rất quan trọng các anh chị nhé. Và giúp cho chúng ta đón nhận được như vậy thì chúng ta mới có bài học. Và khi có bài học thì chúng ta sẽ không bị vấp trong những cái cuộc hành trình của chúng ta nữa. Và Huệ rất mong được các anh chị chia sẻ cùng với kênh, và cũng mong muốn các anh chị là hãy để lại những cái bình luận để giúp cho Huệ thấu được cái mối quan hệ, cũng như là thấu được cái sự gắn kết năng lượng giữa trải bài của Huệ với các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị rất nhiều, và hẹn gặp lại các anh chị ở các trải bài tiếp theo.